Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thế gì qua phiên tòa xử nhà báo Hàng Ni? Ngày 2 tháng 3, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh với tựa đề Phiên tòa nhà báo Hàng Ni nhận tội chưa hẳn vì có tội. Theo đó, vào ngày 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt hai luật sư Đặng Thị Hàng Ni 18 tháng tù giam và Trần Văn Sĩ 24 tháng tù giam liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng tác giả dẫn tường thuật từ truyền thông trong nước tại phiên xét xử, cả hai đều nhận tội và các luật sư của họ cũng bào chữa theo hướng có tội, đồng thời đề nghị tòa án xem xét cho họ chịu mức hình phạt tương đương với thời gian tạm giam tức là 12 tháng. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Tác giả bình luận là luật sư và biết là vi phạm pháp luật thì tại sao họ vẫn làm mà lại làm công khai trước hàng ngàn hàng trăm ngàn người để rồi họ phải trả giá đắt không chỉ bằng nghề nghiệp của mình mà còn là sức khỏe, thời gian, uy tín vì bản án có tội và những năm tháng tù đại. Tác giả nhận định câu trả lời chỉ có một, rằng họ và cả tác giả chưa bao giờ đánh giá những phát ngôn của họ là vi phạm pháp luật, nếu có chỉ là lỗi dân sự mà thôi. Cơ sở để tác giả khẳng định điều đó là pháp luật, cả luật quốc nội lẫn công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Với luật quốc nội, hiến pháp tại Điều 25 quy định về quyền tự do ngôn luận của công dân. Với công ước quốc tế, công ước Liên Hợp Quốc về các quyền chính trị và dân sự năm 1966, chính quyền Việt Nam đã ký kết tham gia công ước năm 1982. Tại điều 19 cũng quy định về quyền tự do ngôn luận. Theo đó, các điều luật 331 và 117 của Bộ luật Hình sự hiện hành chế tài các phát ngôn của công dân đều vi phạm điều 25 Hiến pháp và điều 19 công ước Liên Hợp Quốc. Và đây là hình bà Đặng Thị Hàng Ni và ông Trần Văn Sĩ. Thế nên, theo tác giả, Điều 311 và 117 đều vi hiến và bất hợp pháp. Tòa án không có quyền vận dụng điều luật vi hiến bất hợp pháp để kết tội công dân. Tác giả phân tích, dĩ nhiên quyền tự do ngôn luận không phải là một quyền tuyệt đối. Ranh giới của nó chính là lợi ích của người tổ chức khác bị xâm phạm. Tham chiếu luật pháp của các quốc gia văn minh trên thế giới – thì sự xâm phạm ấy chỉ bị đánh giá là lỗi dân sự. Người bị xâm phạm có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường. Việt Nam là một quốc gia hiếm hoi, xem việc lợi dụng quyền tự do dân chủ như là một tội danh hình sự. Tác giả nêu dẫn chứng, trường hợp Thủ tướng Singapore Lý Hiện Long, người từng rất nhiều lần sử dụng quyền khởi kiện dân sự đối với những người phỉ bán mình để yêu cầu bồi thường danh dự. Nếu ở Việt Nam, người phỉ bán tương tự đã phải chịu mức phạt hình sự trên mức 10 năm tù giam vì xúc phạm lãnh tụ, lãnh đạo. Tác giả bình luận, trong các vụ án xét xử về tội danh theo Điều 331 hoặc Điều 117 Bộ luật hình sự đều phải áp dụng thủ tục giám định tư pháp về nhận thức, quan điểm, tư tưởng của nghi can. Và đây là hình một số nhà hoạt động bị tù theo Điều 331 hoặc 117. Điều này cũng lại là một đặc sản riêng có trong luật pháp hình sự Việt Nam. Trên thế giới thì nhận thức, quan điểm, tư tưởng đều là các ý niệm tự do. Chính quyền không phán xét nên không có bất kỳ định chế tư pháp nào để giám định về chúng cả. Tác giả đánh giá là người trong nghề, hai luật sư Đặng Thị Hàng Ni và Trần Văn Sĩ cùng các luật sư của họ rất hiểu điều đó. Và dĩ nhiên, họ cố gắng đạt được lợi ích cao nhất trong vụ án là hình phạt tù giam thấp nhất. Vì vậy, giải pháp nhận tội, thậm chí nhận tội thành khẩn mới là cách thức duy nhất để đạt lợi ích đó và cả hai luật sư đã chọn giải pháp nhận tội. Tác giả so sánh, vụ án này cũng cho thấy sự khác biệt lớn nếu so sánh giữa những người lên tiếng vì mục đích tranh đấu, phản biện làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Một khi họ tự đánh giá rằng mình thực hiện quyền tự do ngôn luận do hiến pháp công nhận thì hầu như không ai trong số họ nhận tội khi bị xét xử. Thế nên hình phạt của họ bao giờ cũng nặng nề hơn rất nhiều lần, tuy rằng xét xử với cùng tội danh. Tác giả kết luận, điều này cho thấy sự nhận tội của cả hai luật sư Đặng Thị Hàng Ni và Trần Văn Sĩ không phải vì họ có tội, mà chỉ là một sự tính toán thiệt hơn mà thôi. Đánh giá về vụ án, công chúng nên giữ góc nhìn khách quan như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thấy gì qua phiên tòa xử nhà báo Hàng Ni? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những đế chế doanh nghiệp được bảo kê Ngày 2 tháng 3, Báo tiếng Dân có bài Tỷ phú và quyền lực được bảo kê nơi cung đình của tác giả Trần Kỳ Khôi. Bài viết này chỉ mặc gọi tên một số nhân vật trong vấn nạn chung, quan chức bảo kê cho doanh nghiệp tư nhân. Nhân vật đầu tiên bị tác giả chỉ mặc là Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu Pháo, Hậu Nổ, Hậu Vịt, sinh năm 1981, quê Vĩnh Phúc. Học vấn chỉ cấp 2, nhưng Hậu được một quan chức là bà con bên mẹ nhận làm con nuôi. Từ đó, cuộc đời Nguyễn Văn Hậu chính thức bước sang trang mới. Tác giả tóm tắt sự nghiệp của Nguyễn Văn Hậu như sau. Năm 2004, hậu lập công ty Phúc Sơn, sau nâng lên thành tập đoàn Phúc Sơn. Bố nuôi lên chức, từ một quan chức cấp tỉnh leo lên đến phó thủ tướng, thì hậu vịt cũng bám theo mà làm giàu. Và đây là hình Nguyễn Văn Hậu và bố nuôi Trịnh Đình Dũng. Phúc Sơn được thầu các dự án khủng, được đầu tư ngàn tỷ từ ngân sách nhà nước, ban đầu chỉ trong tỉnh Vĩnh Phúc, sau mở rộng ra nhiều tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hà Nội và vương đến tận Khánh Hòa. Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhảy vào kiểm tra và tiếp đó là vào năm 2021, thanh tra chính phủ vào cuộc và đã kết luận có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn. Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng vào cuộc, nhưng mọi cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ chỉ sau khi ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, bị Bộ Chính trị khiển trách về mặt đảng vào ngày 27 tháng Giêng, thì số phận của hậu mới bị định đoạt. Một tháng sau, ngày 27 tháng 2, Bộ Công an khởi tố bắt giam Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Tác giả cho hay, ngược thời gian sẽ thấy những câu chuyện bảo kê còn rúng động hơn nhiều so với hậu Dũng. Và đây là hình bà Tư Hường, bà chủ của đế chế Hoàng Cầu và cố thủ tướng Phan Văn Khải. Tác giả dẫn dẫn chứng bằng câu chuyện của bà Trần Thị Hường, còn gọi là bà Tư Hường, sinh năm 1936, mất năm 2017, quê Bình Định. Bà Tư Hường với học vấn chưa hết lớp 5, gia đình nghèo khó nhưng nhờ có một cơ duyên được cố thủ tướng Phan Văn Khải bảo kê, trở thành người đứng đầu đế chế bất động sản Hoàng Cầu và ngân hàng Nam Á sở hữu trường đại học Quang Trung, Quy Nhân và rất nhiều dự án bất động sản cùng chuỗi các công ty con của Hoàng Cầu khắp cả nước. Được biết, ông Sáu Khải giúp bà Tư Hường từ khi ông còn làm phó bí thư chủ tịch thành hộ. Một đế chế khác mà tác giả đề cập đến là Bảo Sơn Rúp do ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1945, quê Nghệ An, làm chủ. Trong hệ sinh thái Bảo Sơn Rúp, hàng chục công ty như du lịch giải trí thiên đường Bảo Sơn, bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, Hotel Bảo Sơn với diện tích hàng chục hecta đất tại Hà Nội là những cổ máy kiếm tiền từ các dịch vụ giải trí, y tế, lưu trú đem lại ngàn tỷ cho Nguyễn Trường Sơn. Tác giả cho biết Nguyễn Trường Sơn là con nuôi của ông Đỗ Mười. Và đây là hình Nguyễn Trường Sơn, ông chủ của Bảo Sơn Rúp. Nhân vật cuối cùng được tác giả đề cập là bà Nguyễn Thị Nga, tức Nga BRG, còn gọi là Nga Lật, sinh năm 1955, quê Hà Nội hiện bà nga là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á cbank đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần intimate việt nam chủ tịch tập đoàn bgr theo tác giả cũng giống như phạm nhật vượng vingroup lê viết lam sơn rup nguyễn thị phương thảo vietjet air đi lao động xứ người và trở về từ đông âu nga brg theo hướng kinh doanh chính là buôn chính sách và buôn đất qua mặt hàng loạt ông trùm bất động sản máu mặt nga brg đang là nữ đại gia sở hữu nhiều đất vàng nhất ở hà nội sở hữu cả chục sân góp tiêu chuẩn thế giới chuỗi các khách sạn sang trọng bậc nhất việt nam như khách sạn năm sao houston hà nội ngoài ra bà nga còn sở hữu nhiều bất động sản ở các tỉnh thành khác theo tác giả các thông tin bà nga được các ủy viên bộ chính trị của nhiều khóa bỏ kê thậm chí nhiều vị có cổ phần trong brg trong đó có ông chủ lò hiện nay đến nay Nga BRG vẫn là nhân vật bất khả xâm phạm. Lý do có thông tin cho rằng ông Lê Hữu Báo, chồng bà Nga, là con rơi của ông Lê Duẩn. Tác giả bình luận một ngày nào đó quả bom BRG phát nổ tương tự như Vạn Thịnh Phát, lúc ấy xem nhân vật nào sẽ ra tay cứu Nguyễn Thị Nga. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những đế chế doanh nghiệp được bảo kê. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.